Xin chào quý đạo hữu đã quay trở lại với The Fancy Dev Channel. Ở video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để mà biến cái server GRPC của mình trở thành một con HTTP API, con RESTful API bình thường. Đó. Có nghĩa là từ GRPC mình sẽ làm một số thứ để có thể tạo ra được một con RESTful API, và mình có thể giao tiếp bằng những cái request HTTP bình thường. Thì vì nhiều lý do mà mình sẽ làm việc đó, ví dụ như để cho tương thích với những hệ thống cũ hoặc là những cái ngôn ngữ chưa được hỗ trợ, GRPC chưa hỗ trợ chẳng hạn vậy. Nếu mà client nó chưa chưa hỗ trợ được, nó chưa có thích ứng tốt với lại GRPC, thì mình sẽ bắt buộc phải xây dựng một cái đầu HTTP ở giữa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cách các bạn làm từng bước để mà có thể xây dựng được một cái HTTP server như vậy. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu các bạn dùng cái GRPC Gateway. Cái thư viện GRPC Gateway này ha. Thì đây là cái mô hình. Đây là cái mô hình. Thì đầu tiên là cái API client nó sẽ gọi xuống một cái RESTful API. Thì RESTful API giống như là cái con web service rồi bình thường của mình thôi, xưa giờ thôi. Nó nói chuyện với nhau bằng JSON ha. Thì khi mà nó gọi vào, nó sẽ gọi vào một cái con gọi là revert proxy. Cái con này mình sẽ dựng lên, và cái code nó được cũng gen ra từ cái file roto của mình luôn. Thì mình chỉ cần thêm vào trong một số thứ trong file roto là nó đã có thể gen ra được thêm một cái proxy này ha. Rồi từ cái revert proxy này, nó sẽ gọi xuống cái GRPC service của mình. Đó. Thì mình sẽ làm từng bước theo những cái document hướng dẫn trong cái trang readme này của GRPC Gateway luôn ha, không có làm gì gọi là mới hết. Thì đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái project và mình init cái go module cho nó. Nghĩa là khi mà mình tới tạo project là mình go mod init luôn. Thì bạn nào chưa biết go module là gì á, thì các bạn có thể tìm lại trong cái series lập trình của căn bản của mình có một cái bài giới thiệu về go module đó, cũng rất là đơn giản thôi. Điều tiên. Thì sau đó mình cứ sẽ cũng implement cái GRPC này bình thường giống như cách mà mình đã làm thôi, cũng define ra file roto rồi mình gen code ra ha, rồi mình cũng dựng con server lên. Thì nó hoàn toàn rất là bình thường, không có gì mới hết, mà mình đã làm sẵn này cho nhanh cái đấy, mình không có mình còn phải làm lại cái việc đó nữa. Thì trong cái demo của mình, cái service của mình nó chỉ có mỗi cái API là echo thôi. Cái thằng echo này nó nhiệm vụ là khi mà người ta gửi cái message cho nó thì nó sẽ trả cho message về lại là hết ha, rất là đơn giản, giống như trong cái demo trên này luôn. Rồi thì tiếp theo làm thế nào để mà mình có thể sử dụng cái GRPC Gateway này, mình từ từ theo hướng dẫn ha. Đầu tiên là họ muốn mình tạo một cái file tool để mà quản lý cái dependency ha của những cái protocol gateway này. Ok, thì mình sẽ copy cái code này, mình vào đây mình tạo ra một cái file tool.go và mình copy vào ha. Rồi sau đó là mình sẽ gõ go mod tidy. Rồi thì cái việc này nó sẽ
đi tìm và đi đi down về những cái thư viện, cái code những cái thư viện mà mình sẽ cần dùng ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chạy cái lệnh go install này để cài đặt, và nhớ là các bạn phải có đưa cái đường dẫn go pin, có nghĩa là go path duyệt pin á, vào trong cái path để mà mình có thể tìm ra được. Khi mà install nó thì nó sẽ install vào trong cái thư mục pin đó, thì các bạn phải có trong cái path, thì mình lúc mà mình chạy lệnh nó mới thấy được ha. Rồi bây giờ mình sẽ chạy install, thì do mình đã install rồi nên nó sẽ không có download install gì cả, nó có sẵn ở trong cái go path của mình rồi ha. Này có sẵn ở trong go path của mình rồi, à, coi như là mình đã install xong những cái dependency. Tiếp theo làm gì nữa đây, thì tiếp theo mình sẽ thêm vào cái dòng import này. Đấy. Thêm theo cái dòng import này vào trong cái file router của mình. Rồi. Hiện tại đang báo lỗi ha, mà mình tạm thời mình cứ để nó vậy đi. Rồi mình thêm cái option này vào. Đấy, option đấy, option này trong này nó sẽ là mình muốn nó là boss đúng không? Ở đây họ muốn là boss đấy, và cái body đây mình copy vô luôn, rồi mình sửa lại, mình không muốn là VMO sample nó dày quá thì mình chỉ muốn gọi là demo xịt echo thôi ha. Và cái body là sao ha. Rồi vậy là xong, mình đã define xong. Ở đây là mình sẽ dùng cái dấu kép. Rồi thì khi mà các bạn import cái Google API này, nó báo là import not found ha. Đấy, cái import not found thì để mà fix được cái lỗi này á, các bạn phải lấy cái source code của cái gRPC gateway này về, và các bạn copy copy cái file đây, các bạn lấy source code về ha, trong third party Google API này nó có cái thư mục là Google này nè. Đấy thì các bạn sẽ copy cái thư mục Google đó vào trong cái source code của mình. Ngay giờ mình sẽ chạy lần copy ha. gRPC gateway hết bật thì Google API Google ha, và mình copy vào đây và copy hết toàn bộ thư mục. Đấy, mình copy cái thư mục Google này vào. Đó. Thì bây giờ cái dòng import của mình nó đã hết lỗi rồi. Đó. Thì đó là cái cách fix cái lỗi import not found ha. Rồi. Sau khi mình làm xong như vậy rồi thì tiếp tục mình sẽ làm gì nữa đây? Sau khi mình làm xong như vậy rồi thì mình sẽ generate ra. Thì ở đây đầu tiên là mình sẽ gen ra cái code gRPC trước. Thì cái code gRPC mình đã gen rồi ha. Đã dựng xong cái con gRPC luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ gen cái code gateway ha. Thì nó kêu mình là rồi, mình sẽ thêm cái lệnh vào để trong cái map file của mình. Hiện tại là mình chỉ mới gen cái
cái GRBC thôi, GRBC thôi ha. Bây giờ mình sẽ thêm vào cái GRBC gateway out đây, cái lệnh này đây đó, để mà nó có thể gen ra luôn cho mình cái file gateway ha. Rồi bây giờ mình chạy thử coi nó được hay không ha. Rồi ok, thì bây giờ mình đã thấy là trong trong cái demo bb của mình nó có hai file, một file là demo.bb, cái demo.bb.gateway ha. Thì cái này là để sử dụng để làm cái con cái code để mà mình xử lý cái con gọi là reverse proxy của mình ha. Đó, con gateway của mình đó. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình sẽ viết một cái entry point cho cái con HTTP server của mình. Thì cái code nó y như vậy. Rồi. Thì bây giờ trong trong đây mình sẽ tạo thêm một cái thư mục tên là proxy đi. Và để khỏi bị lầm lẫn thì mình sẽ đặt tên là proxy.go. Và cái bắc kịch của nó sẽ là bắc kịch main, tại vì nó là một cái con server riêng biệt ha. Rồi, thật ra là mình chỉ cần copy từ trên xuống dưới này thôi, các bạn chưa cần phải hiểu gì hết ha. What the hell? Cái bắt trước nó làm đúng y vậy là được ha. Thì đây mình sẽ sửa lại cái đường dẫn của cái gateway của mình ha. GitHub. Đấy. Rồi, cái hàm này sẽ là re-getter đây nè. Re-getter gateway from endpoint ha. Này. Ok. Vậy là coi như là mình đã viết copy xong. Thì ở đây nó có một cái flag là để sau này mình chạy này mình có thể đưa cái param vào á, thì cái localhost này, cái địa chỉ này sẽ là địa chỉ default của cái con GRPC server của mình. Thì cái con GRPC của mình nó chạy localhost, nhưng mà nó bọt, cái bọt mà mình chạy là cái bọt 50080. Thì mình sửa bọt này là bọt 50080. Và mình chạy cái con HTTP server của mình ở cái bọt là 8081 ha. Mình nhớ cái bọt 8081 là cái bọt của con river của mình ha. Rồi ok. Rồi. Thì tới đây là coi như là mình đã gần gần xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử. Đầu tiên là mình sẽ từ từ để mình thêm cái lệnh mắc file đi ha. Run server rồi run proxy. Run proxy.go. Ok. Rồi. Bây giờ là mình sẽ chạy cái con, đầu tiên là mình phải bắt buộc mình phải chạy con GRPC của mình trước ha. Vậy thì mình chạy cái con GRPC của mình lên. Cái get message, xin lỗi, sorry. Này là get ok rồi. Oh!
Rồi, ok. Cái gateway của mình nó chạy rồi. Ha. Ở đây tại vì cái tên biến của mình đặt là message viết tắt, thì ở trong cái code của mình nó cũng phải là get message viết tắt. Nó tương ứng rồi. Rồi ok. Vậy là cái con gateway của mình nó đã chạy rồi nè. Bây giờ mình quay trở lại cái con proxy của mình. Bây giờ mình sẽ đặt cái lệnh gọi là mình cái log ra là con proxy is running. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy cái con proxy của mình lên. Run proxy. Rồi, cái con proxy của mình nó cũng đang chạy rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Vậy thì bây giờ làm sao để test? Làm sao để test? Thì mình quay trở lại cái file rotor của mình lúc nãy. À, file rotor đây. Mình define nó sẽ là cái đường dẫn của nó sẽ là sheet demo, sheet echo, và nó sẽ là giao thức boss ha. Thì mình sẽ chạy một cái lệnh gọi là CUL. Clear đi ha. Rồi, mình chạy một cái lệnh CUL. Đó là giao thức boss đúng không? Với cái đường dẫn là http 2.localhost.0.81 đúng không? Demo sheet echo. Và cái body của mình nó sẽ là msg.hello hello rbc gateway. Rồi, mình đưa vào một cái JSON message ha. Rồi, mình chạy thử. Ok. Thì khi mình chạy nè, nó sẽ respond về đúng cái message mà mình đã gửi đi. Đấy. Vậy là coi như cái code mình, thấy chưa? Khi mà con GRPC nè, nó nhận được cái message là hello GRPC gateway đây, thấy chưa? Còn mà mình gọi qua cái con proxy nó sẽ gọi qua con GRPC, nó nhận response và nó trả về. Đó, thì nó nhiệm vụ của con proxy của mình nó chỉ có như vậy thôi ha. Còn ngoài ra thì các bạn nếu thích thì các bạn có thể generate thêm cái swagger. Swagger là một cái giống như là nó là file spec định nghĩa cái API của các bạn ha. Rồi, dùng cái file spec đó các bạn có thể sử dụng những cái tool để mà Swagger UI gì đó để các bạn có thể xem cái đặc tả của cái API ở trên ngay cái giao diện web luôn ha, hoặc thậm chí là chạy test trên đó luôn. Các bạn không cần phải chạy lệnh CUL này, một đây mình để cho đơn giản, để cho đúng cái mục đích là demo thôi á. Thì đó, mình chạy cái lệnh CUL cho nó lẹ ha. Giờ mình sẽ gateway 2. Mình chạy lại thử một lần nữa ha. Đấy, hello gateway 2. Còn nếu như trong trường hợp mình mình chạy ở trên cái localhost ha, 8081 8081 seek demo seek echo, thì nó báo là main method not allowed, có nghĩa là tại vì đây mình đang chạy là theo cái
cái kiểu get nên nó sẽ không cho phép mình gọi ha. Nhưng mà cái server của mình thì nó proxy của mình đã chạy rồi đó. Rồi thì cái video hôm nay nó chỉ tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái topic khác về GRPC. Xin chào, hẹn gặp lại và nhớ bấm like, subscribe cho mình nếu cảm thấy hay. Xin chào các bạn.